Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, Việt Nam là một đất nước có nền kinh tế chuyển đổi từ bao cấp sang thị trường. Nguồn lực đất công, tài sản công vô cùng lớn, tạo nên một cơ hội thuận lợi cho tăng vốn đầu tư phát triển nếu biết cách thu từ đất công. Trên thực tế, không thể phủ nhận những hiệu quả đã đạt được trong quá trình sử dụng, quản lý và khai thác đất công. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì còn tồn tại những mặt hạn chế gây ra sự mất mát lớn giá trị đất công. Vậy cụ thể vấn đề này như thế nào? Những mất mát lớn đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này với chủ đề Sửa đổi luật đất đai 2013, chống thất thoát khi chuyển đổi quỹ đất công. Ngay sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, đến nay các cơ quan nhà nước có diện tích trụ sở làm việc khoảng 1,5 tỷ m2, giá trị tương đương khoảng 594.000 tỷ đồng và hơn 100.000 m2 nhà giá trị khoảng 138 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng đất đai, trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp bị sử dụng lãng phí, sai mục đích, thậm chí bỏ trống. Thì hiện nay tôi nhìn chung là tôi thấy là cái sử dụng đất công là rất lãng phí. Nhiều khu đất có vị trí rất đẹp và nhiều cái khu vực đất là đưa vào khai thác sử dụng rất hiệu quả. Nhưng mà chúng ta để hoang, chủ là có nhưng không phải sử dụng, tức là không được sử dụng. Người ta có thể xây tường rào, người ta có thể làm cắm mốc giới để bảo vệ cái vành đai lãnh thổ của họ. Nhưng bên trong là người ta không làm gì cả. Là gì? Là do một là không có vốn. Hai là gì? Hai là cái việc của một cái người nào đó đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước ở cái khu vực đó hay ở một doanh nghiệp đó là thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm. Không đưa cái diện tích đất công này vào sử dụng cho nó hiệu quả, đúng mục đích. Đấy. Mà nhiều khi người ta lại còn chờ những cái cơ hội để băm nhỏ ra. Thậm chí là gì? Chúng ta gọi là lợi ích nhóm. Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu lên những con số báo động về lãng phí đất công. Cụ thể, theo báo cáo giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, qua kiểm tra 346 khu đất do 10 tổng công ty, có vốn nhà nước quản lý sử dụng như Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty Bò sữa, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist, kết quả phát hiện tới 112 trên 346 khu đất sử dụng không đúng như báo cáo. Các doanh nghiệp đang quản lý đã cho thuê lại hoặc bỏ trống nhưng vẫn kê khai là đất đang sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh của đơn vị. Qua kiểm tra giám sát, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh còn có những phát hiện nhiều số liệu bất ngờ khác. Có 648 khu đất công chưa được kê khai, bổ sung cập nhật biến động vào danh sách, dù các cơ quan, công ty vốn nhà nước báo cáo đã cơ bản hoàn thành việc xử lý sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. 648 khu đất nằm rải rác ở 8 quận huyện gồm các quận 2, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ mới đây cũng đã kết luận quá trình chuyển đổi đất công thành đất tư của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội trong giai đoạn 2003-2016 có nhiều kẽ hở gây thất thoát ngân sách nhà nước. Việc mà giao các cái quỹ đất thuộc các cái tài sản của nhà nước cho các doanh nghiệp thì trong suốt cái quá trình phát triển hình thành cái thị trường bất động sản ở Việt Nam thì chúng ta cũng thấy là chủ yếu giao cho các cái tập đoàn, các cái tổng công ty thuộc nhà nước quản lý là chủ yếu. Qua cả một cái thời gian thì chúng ta cũng đánh giá được cái việc sử dụng hiệu quả của cái việc sử dụng đất đai nhà nước từ các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp nhà nước thì có thể thấy là hiệu quả chưa bằng khi giao cho các cái doanh nghiệp tư nhân. Cụ thể, giai đoạn 2003-2016, Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt sai phạm trong quá trình chuyển đổi 69 dự án có vị trí đắc địa với tổng diện tích đất chuyển đổi khoảng 180 ha. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xử lý nghiêm những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất trên địa bàn và sớm có giải pháp chấn chỉnh khắc phục. Qua cái thử nghiệm đấu giá đất tại 23 Lê Duẩn tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng biết rằng là giá chúng đấu giá là cao gấp 3 lần giá mà định giá theo cái quy tắc bình thường. Thì chúng ta thấy rằng như vậy là ngay cái đất công đưa ra chuyển ra thị trường như thế nào cũng là câu chuyện.
rồi ngay cái chuyện gọi là chúng ta đang sắp xếp lại các cái cơ sở của các cái tổ chức của nhà nước, ví dụ bộ này bộ khác, rồi viện này trường kia, rồi nhà máy bị ô nhiễm vân vân, tất cả những cái là thành cái chủ trương rất lớn là sắp xếp lại cái việc sử dụng đất cho nó hợp lý hơn. Nhưng mà rồi những cái đất cũ được coi như là gần như đất vàng thì chúng ta xử lý thế nào thì lại gần như là quy tắc nó không thống nhất, nó không đúng với lại pháp luật. Đồng thời, một lần nữa, câu chuyện về tình trạng đất đai của nhà nước đang bị thất thoát nóng lên tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Hiện nay có rất nhiều văn bản pháp luật quản lý đất và tài sản công như luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật đất đai, luật nhà ở, luật đấu giá, luật đấu thầu, luật xây dựng và luật quy hoạch. Ngoài ra, các kỳ họp của Quốc hội cũng đều thảo luận rất kỹ về cơ chế nhằm quản lý chặt đất công, tài sản công. Tuy vậy, thực trạng thất thoát đất công, sử dụng quản lý chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn sách nhà nước vẫn đang xảy ra. Đây là điều đáng báo động. Vậy nguyên nhân vì sao lại xảy ra thực trạng trên? Trong các quy định của pháp luật còn phần nào chưa chặt chẽ? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Trải qua các thời kỳ phát triển kinh tế xã hội, việc quản lý sử dụng đất đai dường như vẫn chưa theo kịp và luôn bộc lộ các vấn đề lớn gây bức xúc, thất thoát, lãng phí. Cụ thể, việc chuyển giá giá trị đất công thành vốn tài chính, các chuyên gia cho rằng hiện nay việc giao đất công có thu tiền hoặc cho thuế, đất công trả tiền một lần ở Việt Nam đang chiếm tới 85% nguồn thu từ đất, có nghĩa rất quan trọng đối với ngân sách địa phương. Tuy vậy, hệ thống thu từ giá trị đất công vẫn còn bộc lộ nhiều nhược điểm. Là dư luận rất quan tâm là tại sao các trụ sở, các bộ ngành, một số đã chuyển đi nhưng vẫn giữ lại cái cơ sở cũ. Nó thể hiện vấn đề gì? Việc thực thi luật pháp không nghiêm, thiếu gương mẫu ngay từ các cơ quan công quyền của nhà nước. Việc sắp xếp lại mặt bằng sử dụng đất công tại các đô thị khi chuyển một số đơn vị sự nghiệp đông người, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra ngoài đô thị, bố trí lại trụ sở các cơ quan nhà nước đã trở thành chủ trương lớn, nhưng việc thực hiện chưa đảm bảo minh bạch về giá trị. Đất công của các cơ sở cũ được chuyển nhượng cho các dự án đầu tư đều không thông qua đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất. Việc nhà nước giao đất công cho thuê đất công trực tiếp cho nhà đầu tư đã được chỉ định với các quyết định hành chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được đánh giá chứa đựng nhiều rủi ro. Cái việc chỉ định thì nó sẽ bị sai quy định, bởi vì là theo cái thông tư 09 về cái việc sắp xếp lại các trụ sở làm việc ấy, thì nó đã quy định là toàn bộ các cái tài sản công phải đưa vào bàn đấu giá. Thế do vậy là nếu như đơn vị nào mà vẫn cấp theo cái kiểu, theo cái cách là chỉ định cho một đơn vị đó thì phải xem lại các cái hành lang pháp lý quy định về cái việc đó. Bởi vì là cái việc chỉ định đó thì rõ ràng là nó sẽ gây thất thoát, bởi vì là anh chỉ xác định được cái giá đất theo quy định của nhà nước thôi, và sau khi anh có cái giá đất đó thì anh chỉ định và người ta chỉ việc trả tiền theo đúng cái giá đất như vậy. Thế nhưng thực tế thì nếu như mà anh làm theo đúng quy định của luật đấu giá tài sản, anh đưa ra bán đấu giá tài sản công, thì rõ ràng nó có sự cạnh tranh và khách nhà đầu tư nào thấy khả năng mình phù hợp và có thể mua được ở giá nào thì các sẽ có thể trả giá đó, thì rõ ràng nó có sự minh bạch và nó sẽ mang lại nguồn tốt hơn. Thực trạng này đang diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trước đây khi di chuyển nhà máy công sở, cơ quan bộ ngành đến vùng quy hoạch mới để tạo ra quỹ đất ở khu vực nội đô phát triển phù hợp với mục tiêu giảm tải áp lực hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, khi di chuyển cơ quan đó đi thì lại được ưu tiên chỉ định chủ đầu tư. Và vô hình chung, mục tiêu giảm tải lại không đạt được bởi sự xuất hiện của các dự án được phát triển tối ưu nhất. Chúng ta đã thấy một loạt những cái nhà máy ở Hà Nội, đúng không? Như nhà máy dệt mùng 8 tháng 3, nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, vân vân. Khi họ di chuyển thì chúng ta lại mọc lên những cái tòa cao ốc có đến vài trăm hộ dân, thậm chí cả ngàn hộ dân. Như vậy thì rõ ràng là cái việc giảm tải áp lực cho hệ thống hạ tầng đô thị là không đạt mục tiêu. Chúng ta chưa giám sát chặt chẽ, mà chủ đầu tư thì lại rất chú trọng đến cái đối tượng là đối tượng nhà ở thôi. Và họ làm cái đó rất quyết liệt, xây dựng tới mức tối đa để mà họ cho người đến ở. Luật đất đai cũng không có quy định nào liên quan đến việc xác định giá trị đất đai khi sắp xếp lại mặt bằng sử dụng đất công tại các đô thị. Ngoài ra, việc quản lý đất công và khung pháp luật đất công không rõ ràng. Theo pháp luật hiện hành, đất công phi nông nghiệp được giao cho tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý. Đất công nông nghiệp lại giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã để quản lý.
Do vậy, việc quản lý nói trên chính là một trong những nguyên nhân làm cho giá trị đất công bị suy giảm và khó quy hoạch sử dụng đất đồng bộ. Khái quát thì phải nói rằng là pháp luật đất đai của Việt Nam hiện nay là chúng ta có những cái quy định rất yếu ớt về mặt giá trị đất đai. Nói cách khác, từ cái cách thức định giá cho tới gọi là cái giá trị đó thì được chuyển ra thị trường như thế nào. Bởi vì bình thường nó là cái giá trị ẩn ở trong đất, nhưng nếu biết cách làm thì nó sẽ trở thành tiền. Và cái tiền đó là được tính đếm rất cụ thể. Nó có thể, và hiện nay nó thể hiện là cái quy định rất yếu ớt về pháp luật ở nhiều việc. Mặc dù hiện nay có rất nhiều văn bản quản lý đất và tài sản công, cùng với đó, đất công, tài sản công được nhiều cơ quan nhà nước quản lý, từ cơ quan chủ quản, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cho đến cơ quan chuyên ngành như tài nguyên môi trường, xây dựng, tài chính, thuế, với nhiều hoạt động được xác lập như cho thuê, xây dựng, hợp tác xây dựng, chuyển nhượng, chuyển mục đích, bán sản phẩm, cấp giấy chứng nhận. Trong bối cảnh có nhiều hệ thống văn bản pháp luật, việc để xảy ra tình trạng thất thoát đất công báo động như hiện nay, theo các chuyên gia, chủ yếu do cơ quan nhà nước cố ý không thực hiện đúng quy định của pháp luật, chưa làm tròn, chưa làm quyết liệt việc giám sát, công bố thông tin. Đến khi phát hiện sai phạm, chỉ tập trung và giới hạn ở việc xử lý một vài cá nhân trực tiếp thực hiện sai phạm nhưng chưa xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chấp thuận đầu tư, thực hiện công chứng, cấp giấy phép xây dựng. Hiện nay, cái chế tài xử lý là chưa nghiêm khắc. Thường là mới đang xử lý đối với các cái cá nhân sử dụng đất. Còn đối với các cái doanh nghiệp nhà nước ấy, là có nhưng không đáng kể. Rất hạn hữu, chúng ta thấy rất ít. Việc đất bị sử dụng lãng phí, không hiệu quả, một phần cũng do thuế sử dụng đất đang ở mức quá thấp 0,03%. Đồng thời, qua khảo sát của Bộ Tài chính, chi phí tiền thuê đất hàng năm trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay chiếm chỉ khoảng 5%. Do đó, tình trạng giữ đất ở các tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước cũng như ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế khá phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân gây lãng phí đất đai hiện nay. Trước những thực trạng đang xảy ra, làm như thế nào để quản lý hiệu quả, tránh lãng phí và sử dụng sai mục đích, trục lợi đối với những quỹ đất công? Đồng thời, để thực hiện những mục tiêu này, trong thời gian tới cần phải có những chính sách cụ thể, bước đi quyết liệt như thế nào? Mời quý vị cùng đến với những ý kiến của các chuyên gia, đơn vị phát triển bất động sản mà chúng tôi đã ghi nhận được. Chúng ta phải điều chỉnh lại các quy định của pháp luật. Thứ nhất, không có sự ưu tiên nào trong việc chỉ định chủ đầu tư, trong việc độc quyền các đơn vị nào đó quản lý nhà nước để phê duyệt các cái dự án. Trong việc sử dụng các quỹ đất công, cần thiết phải có sự đấu thầu rộng rãi, cần thiết tất cả những cái vấn đề về quy hoạch, về đô thị, về yêu cầu về phát triển dự án phải được đưa ra để cho xã hội, để cho cộng đồng các nhà đầu tư cùng xem xét, cùng được nghiên cứu và cùng có quyền tham gia đề xuất để được phép là tôi sẽ vào đây tranh đấu. Thông qua cái đấu thầu ấy thì tôi sẽ là người được lựa chọn nếu tôi đưa ra giải pháp tốt nhất cho cái việc phát triển dự án này và làm ra những cái nguồn lợi tốt nhất cho ngân sách nhà nước. Chính vì thế mà luật đấu giá tài sản ra đời năm 2016, ngoài cái hình thức mà đấu giá bằng bỏ phiếu và mở các phiên đấu giá thì đã đưa thêm về vào cái việc đấu giá trực tuyến. Bởi vì bản chất của đấu giá trực tuyến nó cũng có một cái, nó tạo thêm cái lượng khách hàng quan tâm và cái sự minh bạch hơn. Bởi vì khi anh đã lên hệ thống mạng là cái không gian nó đa chiều và nó được lan tỏa đến tất cả các mọi đường link khác của các đơn vị khác có thể vào để lấy cái thông tin đó. Ở theo xu hướng thế giới, nói chung với tất cả mọi ngành nghề thì công nghệ đã rất là phát triển lớn mạnh rồi. Và mình nghĩ là nếu như ở Việt Nam thì đang dùng công cụ gọi là trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản ấy, là một trong những công cụ chính để mà bán các cái tài sản nhà nước. Thế thì không có lý gì mà mình lại không nhìn theo cái xu hướng thế giới và nhìn theo cái thời đại để mình đưa vào một cái câu chuyện minh bạch. Chúng ta phải tăng cường cái việc là gì? Là phải áp dụng chế tài, xử lý thật nghiêm khắc, đúng các, trước hết là chúng ta chỉ cần kỳ vọng là đúng các quy định của pháp luật hiện hành thôi. Và đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất đai, nó liên quan đến có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì cần phải xử lý triệt để
nghiêm khắc thì cũng là một cái gương để cho các cái cơ quan, các doanh nghiệp khác, người ta đưa đất công vào sử dụng đúng mục đích và không lãng phí. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin trên Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.